Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng thể thao, dòng tua đinh tay ngang, rất tốt trong tầm giá. Thì những bác mới chơi thì đây là một cái mẫu xe lý tưởng để bác lựa chọn. Chỉ với 4 triệu 8 có sở hữu một dòng tua đinh model XDS Top Speed mới về bên em. Toàn bộ là khung nhôm hết. Và cái tông màu nó rất là đẹp đó nhé. Tông màu ghi xám và màu xanh, xanh vàng nổi bật trên khung xe. Đây là mẫu tua đinh tay ngang bên em mới về. Và bây giờ xin mời nhà thử chiếc xe. Và cái model lần này của dòng tua đinh XDS là model của Top Speed. Top Speed khung bằng nhôm, khung nhôm aluminum, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ. Dòng sản xuất tại các dòng xe đạp thể thao của model XDS. Các bạn lên trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu XDS Top Speed này. Thì đây là một cái mẫu tua đinh rất tốt cho tầm giá cho các bác mới chơi. Mà xe rất là đẹp các bác nhé. Tổng thể xe đánh giá từ 85-90% xe. Những điểm nhấn màu chỉ màu vàng xanh trên khung xe rất là nổi bật. Còn tổng thể xe của nó là sơn của nó màu ghi xám, rất là khỏe khoắn và mặn mẽo nhé. Bên dưới thì vẫn còn cái QR code chính hãng của dòng XDS và cái model của nó đây. Xem XDS model của xe mã vạch, có lên trên bác có thể quét qua để tìm hiểu thêm về cái model XDS hiện tại bên em. Và xe rất tốt trong tầm giá, các chỉ có là chỉ với 4 triệu 8 có sở hữu một chiếc xe dòng tua đinh XDS model Top Speed. Cổ phốt ghi đông chính hãng giao xe, cổ phốt ghi đông nhôm. Bên tay trái em tay lắm cao su nguyên bản theo xe và bộ tay lắc, tay bấm xả của Shimano chính hãng. 8 tầng lip. Cổ phốt ghi đông chính hãng của XDS. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano nguyên bản theo xe. Và xe được sử dụng với bộ cụm phanh V đằng trước, rất là dễ sử dụng cho các bác đi những đường ngắn hoặc đi xe thể thao nhẹ nhàng, dòng tua đinh tay ngang. May mà vành của nó là vành Bottega, vành theo xe, lốp Canada. Kích thước là lốp 700x28C, vẫn là kích thước khá là cơ bản của những cái dòng tua đinh thông thường khác. Thì những cái model XDS bên em về rất là nhiều rồi, đánh giá cũng rất là cao trong những dòng xe đạp thể thao. Thì đây em về được một chiếc dòng xe tua đinh tay ngang, rất tốt trong giá thành. Cọc yên và yên cũng rất là mới. Đằng sau cái cọc kia thì có cái miếng phản quang kèm theo xe, nguyên bản theo xe về. Xe được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Thule. Còn đây là cái model Top Speed, tức là tốc độ, chính xác là tốt tốc độ, rất là dễ sử dụng cho bác dòng xe đạp tua đinh mới đi hoặc là dòng xe khá rẻ bên em mới về. Cụ đề sử dụng cụ đề Shimano Antut, trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đằng sau cũng sử dụng với vành Bottega, rất là mới. Lốp và lốp trước và lốp sau rất là mới nhá. Rãnh lốp cũng vẫn còn nguyên si, những đường gai lốp cũng còn. Kích thước lốp 700x28C. Và em đo chiều cao đứng của khung xe là size 48. Thì giờ các bác cao dùng 1m63 đổ lên đến chiều 1m7. Và bây giờ em xin vào chi tiết đánh giá hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Lên lip đây.
xuống nít, chuẩn động rất là trơn tru và mượt mà. Đây là cái dòng model XTS Top Speed bên em mới về, 3 tầng đĩa lên đĩa. Rất là mượt mà, trơn tru nhá. Màu sắc rất là thể thao, rất là khỏe, màu ghi xám. Đây tổng thể xe quay cho bác xem đây. Và xe của bên em về rất là tốt trong tầm giá, chỉ với 4.800.000 bác sở hữu một dòng Touring của model XTS Top Speed. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring XTS Top Speed. Em đánh giá rất là cao về cái tông màu ghi xám. Xe rất là khỏe xe. Và xe giá rất tốt bên em là 4.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo các kênh và hẹn các bạn trong ngày mai.